Rồi, kính chào quý vị và các bạn. Mình đang ở bãi biển La Ghi Bình Thuận. Bãi biển La Ghi Bình Thuận thì nổi tiếng hải sản rất là tươi sống, ngon, bổ, rẻ ha. Rẻ như thế nào để mình tham khảo quý vị và các bạn sẽ biết. Đi dọc theo bãi biển Bình Thuận nè, còn là hải sản ngon không á. Chung là ở ngoài này thì gió, sóng biển, cho nên cái độ ồn nó hơi cao. Mình sẽ cố gắng nói cho quý vị và các bạn nghe. Đó, hải sản ghẹ nè. Đây là đi coi trước nha, chưa có hỏi giá. Chút nữa mình sẽ nhờ dân địa phương người ta hỏi giá. Ghẹ quá trời ghẹ. Tôm hùm á. Tôm hùm nhiêu ký hả cô? 750. Tôm hùm 750. Đây là mình mới có hỏi giá như là du khách thôi. Mình có đi với lại khổ địa ở đây. Xem chút nữa nhờ khổ địa hỏi giá mua cho nó sát nhất. Tôm hùm hả? Cho coi tôm hùm hả chị? Ồ, quá to, quá to. Còn con đó con gì vậy chị? Con sò mai. Sò mai. Mực. Còn con này sò gì vậy chị? Sò hai cùi. Hai cùi hả? Sò hai cùi. Ốc hương. Để em qua xem ốc hương à. Ốc hương to ghê bà. Ha. Mực nè, ống móng tay nè. Cá này cá gì đây cha? Cá ngừ á. Cá này cá gì vậy chị? Chị cá này cá gì vậy chị? Ở giữa là con cá bớp, ở bên cạnh là con cá cam. Dạ. Cá này cá gì vậy cô? Cá bớp. Cá bớp. Mực, con biết mực rồi. Ghẹ. Ghẹ mặt trăng, ghẹ đá vậy nè. Đó, ghẹ đá. Ghẹ đá này nhiêu cô, ký cô? 220. 220 một ký. Để tụi em nữa. Em nhấn ở đây mà. Cái này ghẹ gì vậy cô? Cái gì? Ghẹ gì? Ghẹ xanh ghẹ nhàng hả? Chứ không phải ghẹ đá hả? Đá bên đây, đá bên đây. À, ghẹ đá. Ghẹ đá. Ghẹ đá là cái này, cái này là con sôi. Ghẹ đá là cái này nè. Ghẹ xanh ghẹ nhàng là 220. Còn ghẹ đá nhiêu ký chị? 150. Rồi, ghẹ đá 150. Đây, ghẹ đá 150. Ngoài bãi biển luôn nha. Bao ăn ngon. Em lựa bao ăn cho đi. Đó, phong cảnh đây nè. Bạn để anh đi vòng vòng anh không tham quan cái đã. Bán rất là nhộn nhịp. Ai à? Đi nó bị trợt cái. Đi nó bị trợt. Đó, ghẹ đá. Ủa ghẹ đá ghẹ tùm lum hết hả? Dương. Ghẹ đá rồi nè. Đó, ghẹ đá đây. Đây mấy ký ở đây cái độ ồn nó cao, rất là cao. Khoan để con coi nó không có cái con nào mà ngon như hồi nãy. Để cái
cái ghẹ đá là lựa ghẹ đá mà y như nãy à. Nó tính nhiêu cái à, dượng? Hả? Ghẹ đá. Ủa sao mắc gì ạ? Đã giá xíu được không dượng? Ghẹ còn sống. À, nãy mình mua ghẹ chết đúng không? Đây là cái ghẹ đá nó có khác. Ghẹ đá thì nó đây là ghẹ sánh giá nè, sánh giá nè. Ghẹ sánh giá là sao? Ghẹ sánh giá nó có cây sánh giá đây nè. À, lần đầu tiên mình thấy con ghẹ sánh giá nữa, con coi coi. Đây nè. Rồi, ghẹ sánh giá. Đây nè. À, đúng rồi, có cây sánh giá kìa. Đây, vậy là không... Ủa vậy là dượng trong cái số này là ghẹ đá không hay là có ghẹ khác nữa? Nhàn hả? Đây là ghẹ nhàn nè, ghẹ thấp giá là ghẹ đá nè. Dạ, là xa cả luôn hả? Ừ, đúng rồi, đúng là xa cả. Hai trăm ngàn là xa cả luôn. Đấy, ghẹ đá. Ghẹ đá luôn hả? Cá bóp. Cá bóp. 120 ngàn ký cá bóp à? 120 ngàn một ký cá bóp. Bây giờ nè, chị kiếm ra cái thùng gì bỏ vô tay vô đi. Hả? Ông đưa về luôn, dê tay xong về vẫn được. Thời gian mình còn. Hấp không? Hấp. À. Hấp hấp ở nhà hay là đem về nhà về về đó hấp? Về nhà đi ha, lên cái thùng này đi. Lấy đi. À. Về nhà hấp hả? Lấy đi. Lấy cái thùng á lượt. Vậy về nhà hấp mình bỏ vô cái đi. Để dê tay không? Để dê tay đi. Bỏ thùng đá dê tay về nhà hấp luôn. Dạ. Bỏ thùng đá đi, bỏ thùng đá luôn, cho dê tay nó chết lại. Bỏ nó đang còn sống mà. Để anh lấy cái ghẹ đen cho anh bóp cho. Ghẹ này. Ghẹ này thế mà ghê à. Ghẹ này đúng có 60 ngàn ký với chợ La Di à. Anh đi mua 80 cái thùng lại cho anh chăng. Ôi mệt quá, nhiều chuyện. Mình mua ghẹ để phan từ từ để con đang quay phim. Cái này khỏi luộc phải không, về nhà luộc phải không dượng? Vậy bây giờ á là trong cái đống hao này á là sa cả đủ cái loại ghẹ phải không chị? Rồi chị bán giảm giá nhất là bao nhiêu rồi? 200 hết giá. Giảm bớt nữa em mua nhiều. Thôi vậy hết. Ghẹ hết ngon rồi. Thôi vậy không mua nữa. Không ngon nữa. Ghẹ đúng rồi. Lấy 70 cái hết, lấy hết cái chỗ này. Ba cái loại nhỏ này. Bây giờ mua 100 ha. Rồi cả cắn. Cái này 100 ngàn. Hả? Ghẹ này hả? 150 giảm cho mình 100 hả? Tặng hay làm gì? Cái này ủa cái này là hả? 80 ngàn bác mua hết không? Đúng rồi. Ta mua nãy giờ. Bây giờ 90 bán không? 100 bán không? 100 thì bán. 100 bán không? 100 bán không? Nhiều thịt, bán 90 được rồi. Mình dân lên đây. Thôi lấy đi, lấy đi. Vậy là do... Bỏ ra hết đi. Không không, tao đi về thành phố. Ôi. Mua sâu hết mà, mua sâu hết mà. Lấy tiền trả em, lấy tiền trả em. Từ. Hả? Từ. Cái ghẹ cái con rồi. Dạ dạ.
Thôi bây giờ em cho anh mượn 2 triệu ngày mai anh trả, anh về anh mua về tặng cho bạn anh. Mua ghẹ về tặng bạn ăn chơi. Ngày mai anh trả tiền em nha. Trong cái thẻ kia giờ đâu có ngân hàng đây đâu rút. Kệ nó, anh cứ đưa anh 2 triệu đi, 2 triệu đi. Nói chung là ra bờ biển mà không lúc nghe chỗ cái lúc mà ngư dân lên mua lại của con buôn cho nên hơi mắc, không sao. 100.000 ký nè. Trăm ngàn ký ghẹ, cái con ghẹ đá đá đây nè. Còn kia sa cạ là 200 nhưng mà cũng không có thấy, không còn ngon lắm. Bỏ được rồi, chiếc chậu này lấy không được nữa. Đó là đủ rồi. Bỏ vô đây, bỏ vô đây. Này về găng me ăn hả? Nè nè. Lấy tiền hết. Lấy tiền hết. Cái này bây giờ mình về bỏ đá hay là sao? Về nhặt bỏ đá. Không, về hấp lên cho nó ngon. Hấp lên, hấp lên. Hấp lên, hấp lên, hấp lên. Rồi về về nhà hấp. Rồi bây giờ lấy cái nắp đi. Một hùng này á là hai cái là 1 triệu tư. Còn hối lợi 600. Ê, về thôi, về về nhà hấp. Không, 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 cần đóng thùng đó. Trả thùng. Hấp lên, hấp lên. À, về về nhà hấp. À, thì lấy hùng về nhà bỏ chứ, gấp xong rồi bỏ vô thùng luôn. Không nhỏ quá để cục rồi thôi mình mua luôn 1.4 triệu đó về nhà mình tặng. Đó chứ, nhưng mà mình giảm giá đi, tôi lấy. Nhưng mà lấy lớn đi, thùng này nhỏ. Không được, bỏ đá. Bỏ hấp nóng rồi. Mua 2 bịch ghẹ to đùng luôn nè, 1.4 triệu. Mấy ký à, tất cả mấy ký à chị? 5 kg lớn, 4 kg nhỏ, 9 kg. Ủa mua cá rồi hả? Hả? Vậy là lấy thùng lớn luôn rồi. 9 kg, 9 kg. Lấy thùng lớn đi, lấy thùng lớn đi. Dạ, mua hàng vậy cũng vui. Không, không, cứ bỏ đi, bỏ đi, bỏ đi, bỏ đi. Rồi, bỏ vô, bỏ vô. Bây giờ em lấy mấy cái ghẹ tặng anh mấy cái về hấp, về hấp. Nói chung là ra ngoài biển nhưng mà không phải là lúc mà ngư dân lên mua lại của con buôn nha, nên cái giá nó hơi cao chút xíu. Nhưng mà về thấy cũng rẻ lắm rồi. Đó. Ra ngoài này du lịch mua hải sản ăn tại chỗ, toàn là hải sản ngon tươi sống không à. Đó, cho mình đóng gói về, chút nữa mình luộc luôn. Đó, nguyên một cái dòng này. Hải sản tươi sống bán tấp nập. Rồi thôi, cảm ơn quý vị các bạn, mình kết thúc video tại đây nha. Chào tạm biệt bãi biển Bình Thuận. La Ghi mình trở lại Bình Dương đây. Hôm nay đi công vụ.